Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Thule Store, nơi cập nhật những thông tin mới nhất về câu lạc bộ MU và bóng đá châu. Sau đây là bản tin sáng ngày 11 tháng 8. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Chính thức, MU bán thành công Fred cho Fenerbahce, thu 15 triệu euro. Fred là cái tên tiếp theo rời MU trong kỳ chuyển nhượng hè 2023. Tiền vệ người Brazil sẽ gia nhập câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce, mang về cho Quỷ Đỏ 15 triệu euro phí chuyển nhượng. Rạng sáng ngày hôm nay, thương vụ Fred từ MU gia nhập câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce đã chính thức được chốt hạ. Theo chuyên gia đưa tin chuyển nhượng hàng đầu Fabrizio Romano, phí chuyển nhượng Fred là 15 triệu euro, chưa bao gồm các điều khoản phụ phí. Dự kiến trong ngày hôm nay, Fred sẽ có mặt tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để thực hiện bài kiểm tra y tế trước khi ra mắt chính thức câu lạc bộ mới. Theo Telegraph, các điều khoản cá nhân giữa Fred và Fenerbahce đã được thỏa thuận xong từ đầu tuần. Fred là một cái tên gây tranh cãi trong cộng đồng United Việt Nam và thế giới kể từ khi anh cập bến Old Trafford từ Sparta Donetsk vào tháng 6 năm 2018 với mức phí 47 triệu bảng. Trong 5 mùa bóng khoác áo MU, Fred ra sân tổng cộng 213 trận trên mọi đấu trường, đóng góp 14 bàn thắng và 19 pha kiến tạo. Danh hiệu duy nhất Fred giành được cùng với United chính là Carabao Cup mùa trước. Fred là cái tên mới nhất rời MU trong phiên chợ hè 2023 sau Harry Maguire đến West Ham, Anthony Elanga tới Nottingham Forest, Alex Telles đến Al-Nassr, Zidane Iban đến Utrecht và David De Gea hết hạn hợp đồng. Như vậy, bộ ba gây tranh cãi De Gea, Maguire, Fred đã chính thức bật bãi khỏi nhà hát của những giấc mơ chỉ sau một năm huấn luyện viên Erik ten Hag nắm quyền. Sau Fred, Donny van de Beek, Brandon Williams, Eric Bailly, Matej Kovač và có thể cả là Scott McTominay là những Quỷ Đỏ tiếp theo phải rời Old Trafford nếu MU tìm được đối tác trả giá tốt. Số áo 17 của Fred sẽ được trao cho tân binh mùa hè, tiền đạo 20 tuổi Rasmus Højlund, người gia nhập United từ Atalanta với giá 75 triệu euro. MU phải trả tiền để Harry Maguire ra đi. Harry Maguire chuẩn bị nhận được một khoản tiền đáng kể từ United trước khi chuyển đến West Ham. Sau khi lời đề nghị đầu tiên trị giá 20 triệu bảng cho Harry Maguire bị MU từ chối, West Ham đã nâng mức giá lên 30 triệu bảng và lập tức nhận được cái gật đầu từ Quỷ Đỏ. Các điều khoản cá nhân giữa Maguire và West Ham sẽ không là vấn đề. Vì vậy, nhiều khả năng thương vụ này sẽ hoàn tất trong những ngày tới. Harry Maguire sẽ phải giảm đáng kể mức lương hiện tại ở MU là 190.000 bảng một tuần khi đến West Ham. Được biết, cựu đội trưởng Quỷ Đỏ sẽ nhận khoảng 120.000 bảng một tuần ở đội bóng mới. Đáng chú ý, theo truyền thông Anh, MU sẽ phải trả Maguire khoản phí tầm 6 triệu bảng để bù đắp cho việc phải giảm lương của cầu thủ này ở West Ham. Vào mùa hè 2019, Harry Maguire trở thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới sau khi gia nhập MU từ Leicester City với giá 80 triệu bảng. Anh được bổ nhiệm làm đội trưởng vào giữa mùa giải đầu tiên sau khi Ashley Young rời đi. Ở mùa giải năm ngoái, Maguire đã phải vật lộn để dành thời gian thi đấu dưới thời tân huấn luyện viên Erik ten Hag. Anh chỉ là sự lựa chọn cuối cùng ở vị trí trung vệ sau Lisandro Martinez, Rafael Varane và Victor Lindelof. Mới đây, ten Hag đã quyết định tước băng đội trưởng của Maguire và trao lại cho Bruno Fernandes. Mặc dù sẵn sàng ở lại để chiến đấu trong một vị trí chính thức ở MU, nhưng Harry Maguire giờ đã chấp nhận hành trình của anh ở MU đã kết thúc. Harry Maguire cần chắc suất thi đấu, đặc biệt là trong bối cảnh Euro 2024 đang đến rất gần. Đây là điều mà West Ham hoàn toàn có thể đáp ứng, thậm chí huấn luyện viên David Moyes được cho là sẽ trao băng đội trưởng nếu Maguire gia nhập The Hammers. MU công bố số áo sơ bộ, Højlund chờ số áo đẹp. Tiền đạo Rasmus Højlund không có tên trong danh sách số áo sơ bộ của United trước thềm mùa giải 2023-2024. Cách đây ít giờ, trên trang chủ, United đã công bố danh sách số áo sơ bộ trước khi bước ra vào mùa giải 2023-2024. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là sự vắng mặt của Rasmus Højlund. Theo lý giải của United, Højlund chưa đạt thể trạng tốt nhất để thi đấu ở vòng mở màn Premier League nên cần thêm thời gian để xác định số áo thi đấu. Bản hợp đồng mới Rasmus Højlund chưa được trao số áo do cần đạt thể lực tốt nhất sau thương vụ chuyển nhượng từ Atalanta. Số áo của Højlund sẽ sớm được xác định theo thời hạn.
thông báo của Madrid. Haaland đã hoàn tất thủ tục gia nhập Madrid vào cuối tuần qua. Tuy vậy, chân sút người Đan Mạch đang gặp vấn đề ở lưng nên chưa hẹn ngày ra mắt máu quỷ đỏ. Theo truyền thông Anh, tài năng trẻ 20 tuổi này ít nhất sẽ bỏ lỡ hai vòng mở màn Premier League. Ở hai trận đấu đầu tiên, MU sẽ lần lượt chạm trán Wolves và Tottenham. So với mùa giải trước, số áo của Madrid không thay đổi đáng kể. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là số 7 của Cristiano Ronaldo đã được quỷ đỏ trao cho tiền vệ tân binh Mason Mount. Trong khi đó, thủ thành Andre Onana quyết định chọn chiếc áo số 24 thay vì nhận số 1 bỏ lại của David De Gea. Ngoài áo số 1, MU còn đang bỏ trống áo số 3, 4, 11. Ở mùa trước, những số áo này được trao cho Eric Bailly, Phil Jones và Mason Greenwood. Theo quy định, Madrid có quyền thay đổi số áo đấu của cầu thủ sau khi kỳ chuyển nhượng mùa hè kết thúc vào ngày 1 tháng 9 tới. MU mất 6 cầu thủ ở trận mở màn Premier League. Madrid sẽ không có lực lượng tốt nhất ở trận đấu với Wolves tại vòng 1 Premier League. Theo lịch, MU sẽ tiếp đón Wolves vào lúc 2 giờ ngày 15 tháng 8 tại Old Trafford. Quỷ đỏ và Bầy sói là hai đội đá muộn nhất vòng 1 Premier League 2023-2024. 4 ngày trước trận mở màn của mình ở English Premier League, MU thông báo Tom Heaton bị chấn thương trong lúc luyện tập. Hiện tại Quỷ đỏ đang đánh giá thêm tình trạng của Tom Heaton, nhưng thủ môn người Anh chắc chắn phải nghỉ vài tuần đầu tiên của mùa giải. Điều này đồng nghĩa với việc Tom Heaton sẽ lỡ trận Wolves. Ngoài Tom Heaton, MU còn không có sức vụ của 3 cầu thủ trẻ Haaland, Mino và Amad cho trận đấu này. Như đã biết, Haaland bị chấn thương lưng khi còn khoác áo Atalanta, trong khi đó bộ đôi Mino và Amad Diallo chấn thương trong tour gió lúa hè. Bên cạnh 4 cầu thủ nói trên, Ten Hag còn có thể không có sức vụ của Malaysia và Martial. Hai cầu thủ này không dự tour gió lúa hè vì chấn thương. Chưa kể khả năng ra sân của McTominay và Maguire cũng bỏ ngỏ. Đây là 3 cầu thủ nằm trong danh sách thanh lý của huấn luyện viên Erik Ten Hag. Hiện tại, McTominay là mục tiêu theo đuổi của West Ham, trong khi đó Maguire gần như chắc chắn gia nhập West Ham sau khi The Hammers đạt thỏa thuận với MU. Về phía Fred, tiền vệ người Brazil đang khăn gói đến Fenerbahce. Vì những cầu thủ này có thể hoặc sắp ra đi, nên huấn luyện viên Erik Ten Hag nhiều khả năng sẽ loại họ khỏi danh sách trận gặp Wolves. Vì hai đề nghị bí ẩn, Harry Kane xé giao kèo với Ben. Bayern Munich đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Harry Kane, nhưng tiền đạo người Anh có thể sẽ tiếp tục khoác áo Tottenham ở mùa giải 2023-2024. Hôm qua ngày 10 tháng 8, các tờ báo lớn ở Anh đồng loạt đăng tải thông tin cho rằng Tottenham đã đồng ý bán Harry Kane cho Bayern Munich. Hôm sáng đã sẵn sàng chi trả 86 triệu bảng, cộng điều khoản phát sinh trong hợp đồng. Thương vụ này có thể cán mốc 100 triệu bảng. Tuy đạt thỏa thuận với Tottenham, nhưng Bayern Munich vẫn phải chờ đợi câu trả lời của Harry Kane để sớm hoàn tất thương vụ này trước mùa giải mới. Hiện chưa rõ quyết định của Harry Kane, nhưng theo Sky Sports, tiền đạo người Anh nhiều khả năng sẽ ở lại Tottenham thay vì đến Bayern Munich như ý định hồi đầu hè. Cũng theo nguồn tin trên, Kane ở lại nhưng không muốn ký hợp đồng mới với Tottenham, thay vào đó anh sẽ ra đi tự do vào mùa hè năm sau. Nếu quyết định ở lại Tottenham, Harry Kane coi như đã xé giao kèo với Bayern Munich. Trước đó anh từng đạt thỏa thuận gia nhập Allianz Arena với mức lương lên tới 480.000 bảng một tuần. Theo nhà báo Tristan Foran của Sport Bill, có nhiều nguyên nhân làm thay đổi quyết định của Harry Kane, trong đó đáng chú ý nhất là hai lời đề nghị bí ẩn dành cho tiền đạo này. Cụ thể, Chelsea và Madrid đã gửi tới Harry Kane đề nghị hấp dẫn hơn Bayern Munich với mong muốn đón tiền đạo này theo dạng tự do vào mùa hè năm sau. Ngoài ra, PSG cũng sẵn sàng gia nhập cuộc đua sau khi xác định chia tay Mbappe. Madrid được cho là đã gạ gẫm Harry Kane mức lương 30 triệu bảng một mùa, tương đương với 577.000 bảng một tuần. Nếu chấp nhận ở lại Tottenham và cập bến MU vào mùa hè năm sau, tiền đạo người Anh sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Premier League. Hai đề nghị muộn của MU và Chelsea được xem là lý do khiến Kane muốn ở lại Tottenham và ra đi tự do vào mùa hè năm sau. Thực tế, chân sút này vẫn ôm mộng xô đổ kỷ lục ghi bàn ở Premier League của huyền thoại Alan Shearer. Anh hiện xếp thứ 2 với 213 bàn, kém 47 bàn so với bậc tiền bối.